Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ thực chất chỉ là đổi tên. VOA tiếng Việt ngày 9 tháng 9 có bài bình luận Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ, Trung Quốc có thể không thích nhưng cần chấp nhận thực tế. VOA cho rằng chuyến thăm dự kiến sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ Việt-Mỹ, đó là hai quốc gia cựu thù nâng cấp quan hệ của họ lên cấp độ cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện mang tính biểu tượng này được xem là một nước cờ chiến lược có lợi cho cả Mỹ lẫn Việt Nam trong việc đối phó với Trung Quốc, mặc dù Hà Nội luôn khẳng định không đứng về phía nào, còn phía Trung Quốc thì cho rằng nó có tác động rất hạn chế đến họ. VOA dẫn lời nhà ngoại giao kỳ cựu Scott Maciel, nguyên phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nói: "Tôi đoán có nhiều yếu tố dẫn đến quyết định nâng cấp quan hệ với Mỹ của Hà Nội. Sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông có thể là một trong số đó." Hình ảnh bài viết trên VOA. Thứ hai là thực tế mối quan hệ này rất mạnh mẽ và do đó việc này chỉ là đổi tên chính thức để phản ánh chất lượng cao của mối quan hệ. Thứ ba, có lẽ đây là thời điểm thuận tiện, là 10 năm kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện và tất nhiên lại có chuyến thăm của Tổng thống nữa. Thứ tư, Việt Nam dường như đang nâng cấp quan hệ với một số nước và việc làm tương tự với Hoa Kỳ cũng có nhiều ý nghĩa. Và cuối cùng, tôi không biết chi tiết, nhưng dường như có rất nhiều cuộc nói chuyện về việc Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo Việt Nam đề cập tới việc hợp tác kinh tế nhiều hơn, bao gồm cả việc hỗ trợ cho những nỗ lực của Việt Nam để phát triển về mặt công nghệ và đổi mới, đồng thời trở thành đối tác kinh tế quan trọng hơn nữa trong tương lai. Vì vậy, điều đó có thể đã được tính đến. VOA dẫn lời ông Craig Pohlin, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nói khi Ngoại trưởng Blinken đến Việt Nam vào tháng 4 rằng việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là điều mà cả hai bên đều muốn, nhưng có thể hiểu được rằng Hà Nội đang lo lắng về việc liệu những lợi ích hữu hình mà họ nhận được từ việc này có đủ để bù đắp cho bất kỳ hình phạt nào đó về chính sách ngoại giao và kinh tế từ Bắc Kinh hay không. VOA cũng dẫn tờ Politico trong bài viết hôm 7 tháng 9 rằng Tổng thống Mỹ đến tận sân sau của Bắc Kinh bằng việc sử dụng hội nghị thượng đỉnh G20 và chuyến thăm Việt Nam sau đó để quảng bá rằng liên minh toàn cầu do Mỹ dẫn đầu là sự đặt cược an toàn hơn cho các nước trên thế giới so với việc dựa vào Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và kinh tế. Hình ảnh nhiều người hy vọng việc nâng cấp quan hệ ngoại giao sẽ giúp Việt Nam thoát Trung. Trong nỗ lực giành ảnh hưởng với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với G20 đã đề cập đến đề xuất dành cho các nước đang phát triển và thu nhập trung bình bằng cách tăng cường khả năng cho vay của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế khoảng 200 tỷ USD. Đây được xem là một nỗ lực nhằm đưa ra giải pháp thay thế đáng kể, dù nhỏ hơn, cho sáng kiến cơ sở hạ tầng, vành đai và con đường khổng lồ của Trung Quốc mà Mỹ coi là chiến lược con ngựa thành roi do Trung Quốc dẫn đầu đối với sự phát triển của khu vực và mục tiêu mở rộng về quân sự. VOA dẫn lời cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Nguyễn Quốc Cường trả lời AFP vào ngày 8 tháng 9 nói rằng Việt Nam không muốn đóng vai trò cân bằng giữa Washington và Bắc Kinh. Việt Nam có chính sách rất rõ ràng về việc kết bạn với tất cả mọi người. Việt Nam luôn nói không đứng về phía nào, không chọn Mỹ chống Trung Quốc. Mỹ hoàn toàn nhận thức được điều này. VOA dẫn ý kiến của nhà ngoại giao Scott Maciel cho rằng có vẻ như Việt Nam đang có chiến lược xây dựng mối quan hệ bền chặt với nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, để đa dạng hóa các mối quan hệ. Theo ông, Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện chỉ mang tính biểu tượng giữa bối cảnh mối quan hệ song phương đã phát triển rất mạnh mẽ và đây chỉ là hình thức đổi tên. Ông Marcel nhận xét Bắc Kinh sẽ không thích điều này lắm, nhưng đó là thực tế. Họ có thể không thích nó, nhưng tôi nghĩ rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều cần hiểu rằng các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, họ sẽ tự đưa ra quyết định và họ là những quốc gia có chủ quyền độc lập. Họ có quyền quan hệ chặt chẽ với bất kỳ quốc gia nào mà họ lựa chọn. VOA bình luận, kể từ khi ông Biden chính thức đề cập đến mong muốn của Hà Nội trong việc nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất, Trung Quốc gần như không đưa ra phản ứng công khai nào trước động thái mà hầu hết các hãng truyền thông quốc tế xem là chống Trung Quốc của Washington. VOA dẫn tờ Hoàn Cầu Thời báo vốn được xem là cái loa của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đó có bài viết nói rằng quan hệ Mỹ-Việt có tác động rất hạn chế đến Trung Quốc khi ông Biden tới Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ thực chất chỉ là đổi tên. Việt Nam rất cần nâng cấp quan hệ với Mỹ. VOA ngày 7 tháng 9 có bài viết phân tích về lý do
Việt Nam cần nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ. VOA đã phỏng vấn các chuyên gia để giải thích về việc này. Hình ảnh bài viết trên VOA. Theo thông tin cho biết, ông Joe Biden sẽ là vị tổng thống Mỹ thứ 5 đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Ông Biden được cho là sẽ cùng các lãnh đạo Việt Nam nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ từ mức đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện. Đây là bước nhảy vọt hai cấp, đưa Mỹ vào nhóm nhỏ vài nước có khuôn khổ quan hệ với mức độ cao nhất với đất nước từng là cựu thù của Washington, ngang bằng với mối quan hệ của Hà Nội với Bắc Kinh và Moscow. Ngoài Nga và Trung Quốc, Việt Nam hiện chỉ có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, Hàn Quốc và sắp sửa có thêm Úc, Singapore và Indonesia gia nhập vào câu lạc bộ này. Ông Craig Pauling, giám đốc chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, nói với VOA rằng việc nâng cấp quan hệ lên mức độ cao nhất với Mỹ là diễn biến hệ trọng. Nó cho thấy hai nước ngày càng sát cánh chiến lược với nhau. Ông lưu ý, về lý do Hà Nội phải tiến gần hơn đến Mỹ, ông Pauling giải thích rằng Hà Nội xem Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược, nên quan hệ gắn bó hơn với Mỹ và các nước cùng chí hướng là cần thiết để giữ cho tự chủ chiến lược. Tại một sự kiện tranh cử ở Freeport, bang Maine, hồi cuối tháng 7, ông Biden tiết lộ ông nhận được một cuộc gọi từ lãnh đạo Việt Nam, nói rằng họ rất mong gặp ông và muốn đưa Mỹ lên thành một đối tác chủ chốt ngang hàng với Nga và Trung Quốc. Nguyên văn chữ ông Biden dùng là desperately, dịch thoát là mong mỏi đến tuyệt vọng. Nó truyền đi thông điệp trong khắp bộ máy chính quyền Việt Nam rằng giới lãnh đạo cấp cao xem mối quan hệ kinh tế quân sự giữa người dân hai nước chặt chẽ hơn với Mỹ là ưu tiên hàng đầu, ông Craig Pauling nói. Tiến sĩ Võ Trí Thành, cựu phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với VOA, Mỹ là đối tác thương mại và đầu tư chủ chốt của Việt Nam. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai sau Trung Quốc và là nhà đầu tư lớn thứ 8 của quốc gia Đông Nam Á này. Kim ngạch thương mại song phương đạt 139 tỷ đô la trong năm 2022, theo số liệu của Cục Thống kê Mỹ, và Mỹ đã đăng ký số vốn đầu tư 405 triệu đô la trong 6 tháng đầu năm nay, theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Hình ảnh Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bên trái và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã từng gặp nhau vào năm 2015. Ông nói thêm là Việt Nam đang chuyển tiếp sang nền kinh tế số và kinh tế xanh, cũng như muốn hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là chỗ mà Washington có thể giúp Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng có tính chống chịu cao, nhất là trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn và là những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden. Trong chuyến thăm đến Việt Nam hồi cuối tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong lĩnh vực này. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Hữu Vinh, nhà báo độc lập, còn được biết đến là blogger Ba Sàm, nói rằng giới lãnh đạo Việt Nam cứ trù trừ việc mở rộng quan hệ với Mỹ vì sợ gây hấn với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc có nới cái gì cho Việt Nam đâu mà còn liên tục gây sức ép. Từ phương diện người quan sát, người dân và lợi ích quốc gia, thì tôi thấy việc nâng cấp quan hệ với Mỹ là rất cần, là rất đáng. Không những nâng lên đối tác chiến lược mà còn là đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam có thuận lợi nhiều cái, Mỹ có thể giúp trong vấn đề vũ khí, kinh tế, chuyển giao công nghệ, rất nhiều thứ, ông Vinh nói thêm. Ông ca ngợi đây là điều đáng mừng và là điểm cộng cho các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay vì họ phải đối đầu trực diện, cứng rắn, lên gần với Trung Quốc, thì giờ đây họ đi theo ngã khác, ông giải thích. Ông nói thêm là gần đây không thấy Trung Quốc có sức ép gì tương xứng với việc nâng cấp quan hệ với Mỹ, ngoài việc gây sự trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Việt Nam rất cần nâng cấp quan hệ với Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.